Sau khi nhập xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng con TH1 hàng đấu giá siêu đẹp luôn. Cái model này thì bán quá nhiều luôn các bạn ạ. Tầm tiền bây giờ nó cũng không phải là nhiều so với thời trước nữa. Một con TH1 đẹp. Để chỉ số điện thoại đây của em đây các bác nhé. Hàng đấu giá lướt thì các bác nhìn cái thành vách lưng tôn này của nó luôn luôn là đẹp nhé. Này. Con này em đã test chạy ok ngon lành hết rồi. Sạch sẽ. Lưng tôn bọn này thì rất là phẳng phiu đẹp, dành cho các bác khách hàng yêu cái đẹp. Các tính năng của máy rửa bát thì tất cả các đời nó giống nhau. Đây là nút chuyển đổi các tính năng, các chế độ rửa. Đây là thời gian sấy rồi các thứ các bác nhé. Đây. Đây. Tắt bật nguồn, Eco Navi tiết kiệm điện. Nội thất các thứ thì nó như nhau hết thôi. Nói chung là quay đi quay lại nhiều. Các bác là theo dõi rồi thì khách hướng dẫn sử dụng. Hàng đấu giá lướt bên em toàn tuyển chọn hết. Cực đẹp luôn. Bán trước này em bán là 7.8 triệu các bác nhé. Bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Chưa biến áp. Biến áp bác là mua là 500. Phí vận chuyển 150.000. Hình thức mua bán thì đặt cọc trước 500 các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt cho bên giao hàng. Chào các bạn.